chặt bản tin nhanh 24/7. Hàng trăm quái xế đua xe ở Bình Dương trong ngày mùng 3 Tết. Gần 200 quái xế đua xe lạng lách chặn một chiều đường ở đại lộ Bình Dương để làm đường đua bị lực lượng chức năng phát hiện, hàng chục chiếc xe độ đã bị tạm giữ. Sáng mùng 1 Tết, cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương đã tạm giữ gần 30 chiếc xe máy của quái xế và lập biên bản xử phạt hành chính hàng chục đối tượng tham gia tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự an ninh xã hội. Trước đó, vào rạng sáng mùng 3 Tết, hàng trăm thanh niên đi xe máy tụ tập dàn hàng trên đại lộ Bình Dương qua đoạn khu vực Suối Cát thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Nhóm này còn ngang nhiên chặn một chiều đường hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi thành phố Hồ Chí Minh, không cho các phương tiện khác đi qua để làm đường đua. Khi các tài xế đang chạy với tốc độ kinh hoàng để thi tài, lực lượng chức năng chạy chiếc mô tô chuyên dụng phối hợp với công an địa phương vây bắt. Rất nhiều quái xế đã bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên hàng chục chiếc đối tượng đã bị bắt giữ. Theo lực lượng chức năng, nhóm quái xế độ tuổi từ 15 đến 27 tuổi, hầu hết đều ngụ ở thị xã Thuận An, Dĩ An, thành phố Dầu Một, Bình Dương. Rất nhiều thanh niên khác cũng từ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đến. Nhóm này còn hẹn nhau đến đại lộ Bình Dương để bảo đêm. Hiện cảnh sát không đã tạm giữ rất nhiều phương tiện do tháo biển số, thay đổi kết cấu v.v. Hầu hết những chiếc xe này được quái xế đôn dên, sấy nồng, gắn bình xăng bông mai, tháo bỏ bẩn xe, đèn chiếu sáng. Những con ngựa sắt được độ lại khiến nhiều người phải choáng vì tốc độ lên tới hàng trăm km/h. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.